Chào mọi người, hôm nay mình sẽ cùng nhau làm món salad bò sốt nước tương kiểu Nhật với hạt quinoa. Món này cực kỳ phù hợp cho bạn nào muốn ăn kiêng, ăn no, ăn ngon mà không sợ béo. Giờ mình cùng bắt đầu nhé. Đây là các nguyên liệu cần để làm sốt nước tương kiểu Nhật, hay còn gọi là sốt teriyaki. Nếu không có rượu sake thì mình có thể thay thế bằng nước lọc nha. Cho lần lượt rượu, nước tương, đường vào nồi. Nấu đến khi sôi thì hạ lửa nhỏ riu riu. Nấu từ 5 đến 6 phút cho hỗn hợp sốt đặc lại. Hỗn hợp sốt này mình đổ vào một cái lọ nhỏ, có thể để tủ lạnh ăn dần trong vòng 3 tháng. Nhớ là dùng muỗng sạch, mỗi lần muốn lấy sốt ra dùng nha. Tiếp theo mình đi giã nhuyễn một thìa cà phê hạt mè đã rang. Dùng cái tô mài này của Nhật rất tiện nếu các bạn muốn giã mấy thứ nhỏ nhỏ. Cho một tô salad thì mình cần khoảng 2 đến 3 thìa canh sốt. Rồi cho hạt mè đã giã nhuyễn vào. Phần sốt mayo ớt thì mình xài một thìa canh mayonnaise của Nhật, ít béo. Ai ăn cay thì cho tương ớt vào rồi trộn đều. Thái lát 200g thịt bò rồi đem đi xào. Bạn nào thích xào với tỏi nữa thì cho tỏi vào. Mình xào bò trên lửa lớn. Cho vào một thìa canh sốt nước tương kiểu Nhật đã làm lúc ban đầu. Xào nhanh tay đến khi thấy thịt hết đỏ là xong. Đây là các loại rau củ mình cần cho món salad này. Các bạn có thể chọn trộn nhiều loại rau mà các bạn thích nha. Cà rốt thì mình bào sợi, ăn sống. Hạt đậu nành Edamame này ăn rất ngon và tốt cho sức khỏe. Thường họ bán trong bịch ở khu vực đông lạnh. Đậu này đã luộc sẵn, mình chỉ cần về rã đông là ăn được ngay. Các bạn có thể thay thế bằng đậu Hà Lan, đậu que luộc, hấp hay bông cải cắt nhỏ cũng được. Nói chung các bạn có thể thay thế bằng bất cứ loại rau củ nào mà mình thích nha. Hạt quinoa mua về xong thì mình bỏ vào nồi cơm điện nấu lên như cơm vậy á. Thường thì mình cho ít nước hơn là nấu cơm. Vừa sấy mình cho vui, ăn giòn giòn bùi bùi béo béo. Các bạn có thể thay thế bằng các loại hạt như hạnh nhân, hạt điều, đậu phộng. Giờ mình bắt đầu trộn các nguyên liệu trong phần salad lại nào. Sau đó rưới sốt lên là xong. Chúc các bạn thành công nhé. Nếu thích video thì hãy like, chia sẻ và theo dõi kênh của mình nhé.